quay nốt gì đấy? Mày quay à? Hello, xin chào anh em nhá. Hôm nay mình ra ngoài huyện chơi anh em ạ. Đấy, cho anh em nhìn huyện đi em. Đấy, đây. Đấy, hôm nay ra huyện chơi mỗi mình đây, ngồi uống trà đá. Tối nay mình sẽ ra ngoài đi chôn gà anh em nhá. Ra ngoài đi chôn gà. Thì đẹp lắm. Mỗi mình uống trà đá thôi. Quay nốt gì đấy? Quay!